Mở quan tài thái giám được từ Hy Thái Hậu sủng ái nhất, Thiên Gia rùng mình khi thấy cảnh bên trong. Là một thái giám vừa có năng lực, vừa có trí tuệ, Lý Liệt Ánh một thời được từ Hy Thái Hậu vô cùng ân sủng, đến khi chết còn được hoàng đế dày công xây lăng mộ. Hầu hết hình tượng về hoàng quan trong phim ảnh và truyền hình đều là những kẻ nham hiểm, lệnh nộp. Do đó, người ta thường không có ấn tượng tốt về nhóm người này. Ở một số triều đại, thái giám còn là nhân vật một tay che trời, có đặc quyền với trước hoàng đế, hoàng quan thậm chí ảnh hưởng đến sự hưng vong của triều đại. Nhưng không thể coi tất cả thái giám đều giống hết. Như thái giám vừa có năng lực, vừa có trí tuệ, chẳng hạn như Lý Liên Anh, một hoàng quan nổi tiếng thời nhà Thanh. Ông có cuộc đời huyền thoại và là người được từ Hy Thái Hậu tin tưởng nhất, cũng là nhân vật có kết cục vô cùng bí ẩn. Thái giám có y quy và y quy định cao. Lý Liên Anh tên gốc là Lý Tiến Hỷ, tịnh thân và vào cung từ năm 9 tuổi. Từ nhỏ lớn lên trong thâm cung nên Lý Liên Anh biết đối nhân xử thế, nhưng khuôn mặt mà đoán được tâm tư người khác. Chính môi trường như vậy đã khiến ông trở nên xảo quyệt, mưu mô, giỏi đoán tâm ý và biết cách phục vụ chủ nhân hơn những hoàng quan khác. Lý Liệt Anh được từ Hy Thái Hậu vô cùng yêu quý. Trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, ông được khắc họa là kẻ thâm độc, lạnh lùng và đầy mưu mô. Nhưng trong sử sách, Lý Liệt Anh được nhắc đến là một người có chỉ số IQ và IQ cực cao. Lý Liệt Anh không phải là kẻ bất tài. Với tư cách đại tổng quản nội cung, ông ta thông thạo mọi việc, có thể xử lý ổn thỏa mọi thứ mà Từ Hy giao phó. Không chỉ lấy lòng được cấp trên, đối với cấp dưới Lý Liên Anh cũng rất bao dung và được lòng họ. Dù được Từ Hy sủng ái nhiều năm, nhưng Lý Liên Anh lại chưa bao giờ đắc tội với hoàng đế quan tự. Nếu tìm hiểu lịch sử Trung Quốc giai đoạn này, chúng ta đều biết xung đột giữa quan tự và Từ Hy ngày càng gia tăng khi vua trưởng thành. Vào cuối đời Thanh, quan tự bị Từ Hy giam cầm. Lúc này, Lý Liên Anh đã chăm sóc nhà vua trong khả năng của mình. So với những thái giám luôn trình trập khác, Lý Liên Anh đã làm tròn bổn phận của một người hầu. Ra đi khi triều đại suy tàn. Năm 1908, cả quan tự và Từ Hy lần lượt qua đời. Lý Liên Anh khôn ngoan biết rằng người chống lưng cho mình đã thất thủ. Ông không thể ở lại Tử Cấm Thành lâu hơn nữa. Sau khi để tang Từ Hy được 100 ngày, Lý Liên Anh từ chức, dâng tất cả vàng bạc châu báu từng được ban tặng cho Long Dụ Thái Hậu và rời khỏi hoàng cung. 3 năm sau khi xuất cung, Lý Liên Anh qua đời ở tuổi 63. Năm ông qua đời cũng đánh dấu thời điểm Đại Khanh suy tàn. Ông đã được hoàng đế chôn cất theo nghi thức quan lớn và cho xây một lăng mộ độc lập rộng 20 mẫu ở Bắc Kinh. Có thể nói chưa một thái giám nào được dựng vinh dự lớn như vậy. Bí ẩn trong lăng mộ Lý Liên Anh. Ngôi mộ của Lý Liên Anh được các nhà khảo cổ tìm ra vào năm 1966. Sau khi phát hiện, những chuyên gia khẩn trương tiến hành khai quật mộ. Trong quá trình này, người ta nhận thấy mộ của Lý Liên Anh cực kỳ cứng. Các nhà khảo cổ học phát hiện ra bức tường của ngôi mộ được làm bằng hỗn hợp lòng trắng trứng, gạo nếp và vôi, khi đông lại thì cứng như thép. Những người thợ đã phải sử dụng 3 chiếc búa để đào lên. Điều này cho thấy hoàng đế đã dành rất nhiều nhân lực, vật lực và tài chính để xây mộ cho Lý Liên Anh. Sau khi vào trong, các chuyên gia đối mặt với vấn đề mới, đó là có nhiều đá granite cứng đến nỗi không thể đào sâu hơn. Họ lo ngại nếu khai thác thô bạo sẽ phá hủy các cổ vật có giá trị bên trong. Khi các chuyên gia đang bất lực thì một ông lão trong thôn nói với họ về một lối đi bí mật trong mộ. Dưới sự dẫn dắt của ông, nhóm người đã vào trong một cách thuận lợi. Nhưng khi mọi người mở quan tài Lý Liên Anh ra, họ sửng sợ trước cảnh tượng trước mắt. Thi thể trong quan tài không còn nguyên vẹn, chỉ có phần đầu, thân và tứ chi đều được nhồi bông. Trước đây, người ta suy đoán Lý Liên Anh chết vì hút thuốc phiện. Nhưng cảnh tượng trong ngôi mộ khiến các chuyên gia nghĩ đến những giả thiết khác. Có người cho rằng việc tranh đấu trong cung khiến Lý Liên Anh có rất nhiều kẻ thù và họ chỉ dám trả thù khi ông chết đi. Vậy thì xác của ông ở đâu? Đâu là sự thật của lịch sử? Công nghệ đang phát triển và một ngày nào đó, câu trả lời sẽ được tiết lộ.